Hôm nay tôi sẽ đổi tên thành Mưu Sinh để tôi chôn thằng Roi nha anh em. Như này á, sao mà đỡ được. Đấy rồi anh em ơi, không biết nó có nhận ra tôi không ta. Hôm nay là mùng 8 tháng 3, anh chúc Mưu luôn xinh đẹp nha. Dưới trời. Thằng này nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra anh em ạ. À, em ơi, mọn. Từ chối hiểu anh em ạ. À. Đây rồi anh em ơi, còn có một đứa thôi. Này em bắn hay dữ vậy? Ủa thế mà ngày em không may à? Sống không nghi ngờ sẽ có lúc bất ngờ nha. Ê, chơi game không em? Đã vô tới đây rồi còn hỏi chơi game không? Vô đi chứ. Ok, vô nè. Trời ơi, cái trình của LMC là phải đi cân 4. Bắn nổi không đó? Yên tâm đi, LMC sẽ bảo vệ mong lù. LMC, cứu chị. Đây, đây, em tới đây. Trời ơi, yên tâm đi, em lo được mà. Ủa, em đâu rồi? LMC. Em biết lỗi rồi mà, cho em đi lên đi. Đừng yên đấy. Mấy nay chơi thằng Roi trả được. Ui, mấy linh cutie. Ui, nay tự nhiên gái mời mình không nổi. Dữ trời. Ơ, sao lại Roi FF? Mà chấp định em hướng nội nhưng hướng về anh. Thằng Roi. Thằng Roi nó cho con tôi. Để giờ tôi hỏi nó xem có mic không nha anh em. Chắc chắn nó sẽ bảo là tí em vật. Linh em có mic không Linh? Đấy, tao biết ngay mà. Anh em nhìn kìa, trời ơi là trời, AFK không nổi, giả vờ AFK. Chắc là muốn tôi ra trụm đầu để mai giật TikTok. Trời ơi, làm gì có mùa xuân đó đâu hả Roi. Anh là LMC chứ không phải là Roi FF đâu. Anh em biết tôi tính làm gì không? Coi nhá, trời ơi là trời, Roi ơi là Roi. Mấy cái bài này á, cho nhớ luôn. Anh em xúi thằng Roi chôn tôi đúng không? Trời ơi, anh em xúi nó làm gì mà bây giờ để nó bị tôi chôn ngược lại vậy anh em? Trời ơi là trời, bị tôi trở vòng vòng ngoài bo nãy giờ hết máu rồi. Nè nè, chuẩn bị đây, chuẩn bị hết máu rồi. Tưởng nha em. LMC có địch, có địch. Cứu tao, cứu tao. Hay lắm LMC ơi, mãi lên em. Ủa, mày đâu rồi? Yêu quái nàng mang đứng đóng cho anh thì nàng là yêu quái nàng mới chỉ mới đây chạy 300m thôi còn lại mày được chứ. Mày có thấy cái gì tao không thấy không hả Roi? Ê, tao biết mày đang nghĩ cái gì nha. Đừng là mà xe, đừng là mà xe, là mà xe ơi. Đừng. Không có em. Mày còn nhiều cái tao không muốn nói đâu nha LMC. Thế bây giờ mày thích như nào? Như nào hả? Lên kèo. Lên kèo? Mày thích solo hả? Không có solo, sao bụng gì hết á. Thế bây giờ mày thích như nào? IT hàng nào lên 100.000 người đăng ký trước hàng đó thắng. Trong vòng 7 ngày mà mày thua tao nhá, mày lên Cà Mau mày mua cua hàng đế cho tao ăn. À, đơn giản vậy chú em. Tao mà thắng mày nha, mày xuống tóc cho tao, ok không? Ok, thích thì chịu. 7 ngày sau mày chuẩn bị lên Cà Mau đi em. Có mà 7 ngày sau mày xuống tóc á. Anh em đâu? Cho Roi xuống tóc. Chị Su giúp em chôn thằng Roi được không? Ok, mà cho anh cái gì mới được. Thì bây giờ em tính như này nha. Anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Chị Su mời Roi đi chứ. Này chị Su mời em có chuyện gì không vậy? À, leo ganh không Roi? Có chứ, nhưng mà mẫn gì là ai vậy ta? Thì em gái chị chứ ai. Roi này nó nhanh thật anh em ạ, nó kêu chị Su bằng chị dâu luôn anh em. Để tôi xin nó bình máu thử xem như nào anh em. Đây máu, đây máu đây em ơi. Bây giờ tôi thử ngồi xuống bơm máu xem thằng này nó làm gì nhá. Ê, đời ơi. Chào em nha, em có người yêu chưa? Roi nó kìa, cứu chị Roi ơi. Roi cứu tao trước, cứu tao nè. 2000 years later. Chị Su ơi, hồi nãy em trong trận em nghe cái gì quen lắm chị Su à. Giọng anh mày chứ ai. À, Roi nó mời anh em à, vô chiều nó tiếp anh em. Hè
Hello baby boy, mời chào Miku Tê vào chơi đi rồi. Mày thích giỡn nhây không? Anh mày đùa với mày đó hả? Này căng gì ba? Đeo ranh không? Tao gánh mày đi điện thoại nè. Quái cái trưởng đấy chứ nó kích luôn, đi solo luôn. Đã thấy hôm nay tôi chỉ anh em một skill mới khi đi vào đấu ranh nha. Những cái skill này dành cho bro thôi anh em ạ. Ủa, thằng nào nhìn con quen vậy? Anh mày đây chứ ai? Rồi rồi, mày xong mày rồi. Hình như là thằng Joy nó thích tôi hay sao anh em ạ? Nãy giờ nó theo đuổi tôi quá trời luôn anh em. Mày đã thấy mày thích theo đuổi tao á. Lên đây, lên. À ha, mày á mày. Thằng nào mà chơi game xong mày phát đồ của tao. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, để anh gánh mấy em cho. Kill này là của anh, mày đừng có ăn. Lại đi. Tao mà sơi nó một máu tao thề luôn á. Ê Joy, nghiêm túc nha mày. Mày mà cũng có lúc nghiêm túc nữa hả? Joy, mày còn nhớ năm ngoái tao mày xin Bắc Gấu bắn FFWF mà Bắc Gấu không tuyển anh em mình, Bắc Gấu đi tuyển ABCD không? Sao mà quên được? Đã thế à, năm nay tao mày tự lập tem đi bắn FFWF luôn Joy à? Tao là LMC. Chưa đụng đá hẹo. Mày nó bảo nghiêm túc rồi mà. Rồi, đến mày giới thiệu đi. Còn tao là Joy bé. Trình đéo có được cái công yêu bình anh. Anh em tang Bắc Gấu vào đây nha. Bắc Gấu đã cảm thấy hối hận chưa? Mày làm quay đúng không? Mày làm quay đúng không? Trời ơi rồi, bà Quỳnh ép đấy quay nào đây ba? Gã lên xe anh không dễ dãi đâu nha quay. Quay nào đây nữa ba? Mày sẽ phải hối hận thôi rồi à. Mày không dụ được anh nữa đâu, anh thất tỉnh rồi. Chơi kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi Joy, mày làm cái trò gì vậy Joy? LMC ơi, chơi đi nha, chị không chơi nữa. Sao mày không nói tao sớm vậy C? Tao nói muốn khan cả cổ họng rồi mày có nghe đâu. Anh em thấy gì không? Để tôi đổi tên thành trà mi cu tê. Mời thằng Joy thử anh em. Trời ơi, mời một phát được luôn anh em à. Đúng là gái mời một phát nó vào liền anh em. Chào em nha, em có mic không? Em đang bị đau họng, không bật mic được. À, thì ra là vậy, đã anh tí. Quay cả trường thì chứ nó đổi đồ cặp luôn anh em ạ. Ok, vô đi em. Trước mặt tôi hai đứa luôn anh em ạ, để tôi thể hiện cho Joy biết con gái bắn hay như thế nào. Có người kìa em, anh chưa có đồ, chạy đi em ơi. Để tôi ngồi yên xem thằng Joy nó làm gì anh em. Nó vẫn chạy đi anh em. Ê đây đây, nó quay về rồi. Mày làm gì vậy? Để xem nó làm gì anh em. Ấy ấy, đời ơi. Mấy thằng này đơn giản đi, anh bảo vệ em. À, một cặp mặc đồ cặp luôn anh em ạ. À, hôm nay Noel, trời ơi. Dám yêu nhau trước mặt tao ấy. Anh đã trở thành ác quỷ phi vai. Thằng nào lấy cái tên của tao thì trả đi. Trời ơi là trời, có một cái tên là một mày cũng lấy nữa. Chán không muốn nói luôn. Gì đấy, không nói nữa. Trời ơi, anh em xem video mà anh em chứng em. Trời ơi trời. Em ơi, hôm nay em có biết không? Quay cái trường thì nó chưa từng Joy, nó không biết luôn. Em còn đau họng. À thì ra là vậy. Anh có kèo này nè, em chơi không? Kèo gì anh? Solo ai thua là người yêu của người kia. Tôi không ngờ thằng Joy là con người như thế anh em à. Sao anh khôn thế? Anh đùa ấy, nhưng mà em thua là em phải bật mic cho anh nghe giọng nha. Anh mà thua em thích cái gì cũng được. Thích cái gì cũng được, vô mãnh rồi. Ok anh, tạo
dạo phòng đi. Tôi vừa nhận ra tôi bị thằng này chơi anh em ạ. Nó tạo phòng một máu anh em. Trời ơi, nó tạo phòng một máu mà nó ném lửa băng. Mày được lắm thôi à. Thằng này nó muốn nghe giọng gái mà nó bất chấp, nó chặn bo luôn. Trời ơi là trời. Em ơi, biết lên đi. Anh Roi muốn nghe giọng em mà anh bất chấp luôn hả?